phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay theo kế hoạch của huyện ủy ủy ban nhân dân huyện đề ra xã thạnh tân huyện Thành trị đang dồn sức để hoàn thành ba tiêu chí quan trọng còn lại là quy hoạch giao thông và tỷ lệ hộ nghèo và theo đó thì các dự án giao thông trọng điểm là các tuyến đường trục liên ấp trên địa bàn xã đang được đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dân đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững cũng đang được khẩn trương thực hiện trên địa bàn xã để hoàn thành tiêu chí giao thông, năm nay xã Thạnh Tân được đầu tư xây dựng 3 công trình gồm tuyến đường trục liên ấp Tân Lợi B1, tổng kinh phí là 7,7 tỷ đồng, tuyến lộ mướp lớn kinh phí 1 tỷ 869 triệu đồng và lộ Ba Sơn nối tiếp kinh phí 2 tỷ 247 triệu đồng. Đây là những công trình giao thông nông thôn trọng điểm, góp phần quan trọng để Thành Tân hoàn thành tiêu chí giao thông khi tuyến đường trục liên ấp Tân Lợi B1 được triển khai thi công đi ngang qua phần đất nhà, ông Lý Xuân ở ấp B1 cùng người thân trong gia đình tích cực ủng hộ mặt bằng để dự án triển khai thi công thuận lợi. Bởi thời gian qua, việc đi lại của người dân trong ấp còn nhiều khó khăn do mạng lưới giao thông chưa phát triển. Công trình này triển khai thi công đã đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương. Thì đối với bản thân tôi thì thì cũng tuyên truyền vận động anh em bà con trong lối xóm này khi mà cái mặt bằng lộ giao thông đi ngang thì coi như nhân dân ta rất là đồng tình coi như là giao mặt bằng cho chính quyền để mà thực hiện không có một số một hộ dân nào coi như là phản ảnh ta đồng tình rất là cao cái thứ hai nữa thì nếu con lộ này nó hoàn thành thì cũng giúp tạo điều kiện cho nhân dân ở đây như là coi như là thuận lợi giao lưu buôn bán này kia nó rất là thuận tiện cái thứ ba nữa thì có con lộ này cũng giúp tạo cái điều kiện cho xã là được đạt cái xã nông thôn mới công trình thi công tuyến đường trục liên ấp Tân Lợi B1 trên địa bàn xã Thành Tân đã được nhà thầu triển khai thi công khoảng một tuần nay. Công trình có tổng chiều dài 3.390 m, thi công mặt đường bê tông rộng 3 m, nối liền hai ấp Tân Lợi B1 của xã. Để thi công tuyến đường này, nhà nước đầu tư kinh phí 7,7 tỷ đồng làm mặt đường bê tông, địa phương vận động nhân dân ủng hộ mặt bằng. Toàn tuyến có trên 80 hộ dân bị ảnh hưởng. Vì lợi ích chung, người dân đồng thuận và ủng hộ rất cao như gia đình bà Dương Thị Sâm Bô ở ấp Tân Lợi. Công trình đi qua đất nhà ảnh hưởng chiều dài hơn 300 m ngang 3 m nhưng gia đình rất ủng hộ và sớm giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công. Ấp là dân hộp, đó rồi bắt đầu tiên truyền vận động cho hộ dân, cái kiểu là hiến đường mặt bằng cho công trình thi công. Thì bây giờ dân thì đồng thuận cao rồi, bây giờ có lộ đi tới cũng dân thống nhất tại mấy mấy năm về trước là đường này không có lộ cũng có tiếp xúc cử tri cũng có ý kiến xin mấy lần nhưng bây giờ thì xin được thì dân thống nhất theo nghị quyết của huyện ủy và kế hoạch của ủy ban nhân dân huyện năm 2023, Thạnh Tân là xã cuối cùng của huyện Thạnh Trị phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu này, xã còn 3 tiêu chí phải phấn đấu là tiêu chí quy hoạch giao thông và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Đối với tiêu chí giao thông, xã triển khai đầu tư ba công trình trọng điểm theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước đầu tư kinh phí thi công mặt đường, nhân dân ủng hộ mặt bằng cho các dự án. Thì hiện nay thì các cái các cái công trình thì cũng được đơn vị phối hợp cùng với các cái ngành chức năng và cái đơn vị thi công để triển khai thực hiện các cái công trình giao thông trọng điểm trong đó thì có cái công trình giao thông lộ ở ấp B1 và ấp Tân Lợi thì đối với công trình này thì hiện nay về phía xã đã phối hợp cùng với địa phương của ấp đã thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền người dân cùng với chính quyền địa phương trong cái vấn đề hiến đất hiến đất để cùng với với nhà nước để thực hiện cái giao mặt bằng cho đơn vị thi công và sớm hoàn thành để nhằm góp phần là hoàn thành cái tiêu chí giao thông trong cái quý 2 và quý 3 của năm 2023 này. Thành Tân cũng đã xã có đông đồng bào dân tộc Khmer với 44% dân số. Đến cuối năm 2022, xã còn 89 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, chiếm tỷ lệ 3,37% và 184 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,9%. Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo theo chuẩn đa chiều xuống dưới 4% theo tiêu chí xã nông thôn mới, xã đang phối hợp với các ngành chức năng triển khai các chương trình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Còn đối với tiêu chí 11 là nghèo đa chiều, thì đối với tiêu chí này thì hiện nay xã cũng rất là quyết liệt để tập trung chỉ đạo trong đó là các cái chương trình dự án cụ thể như là cái chương trình dự án về cái hỗ trợ đối với người đồng bào dân tộc thiểu số và bên cạnh đó thì kết hợp cùng với ngân hàng chính sách xã hội đầu tư các cái nguồn vốn ngành nguồn vốn dai rồi lựa chọn những cái mô hình hiệu quả để đầu tư đối với hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn tạo điều kiện cho những hộ này có cái mô hình phát triển kinh tế và làm ăn thoát nghèo vươn lên bền vững và bên cạnh đó thì góp phần cho Thạnh Tân hoàn thành cái 19 tiêu chí và đặc biệt hơn nữa thì là làm cho cái bộ mặt của xã thay đổi hoàn thành cái tiêu chí nông thôn mới năm 2023 theo cái kế hoạch. Đến nay, Thành Trị đã có 7 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu đưa Thành Tân đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay là cơ sở để tất cả 8 trên 8 xã của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới và nỗ lực đưa huyện được công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2025.